trợ, thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm quả dục giới tịnh hảo được chia làm 8: tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Con xin xuống máy ạ. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Thanh Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con thấy bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, con xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thọ tâm quy và ngủ vơ giới với chư tăng ạ. U ca sa ma dằng phần tề quy sùng rắc kha nam thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma du ti dầm ti ma dằng phần tề quy sùng rắc kha nam thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma ta ti dầm ti ma dằng phần tề quy sùng rắc kha nam thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma. Nam mô Tát Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Duti jambe buddhang saranang gacchami, duti jambe dhammang saranang gacchami, duti jambe sanggang saranang gacchami, tati jambe buddhang saranang gacchami, tati jambe dhammang saranang gacchami, tati jambe sanggang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang banati bata weramane sika padang samadhiyami adinnadana weramane sika padang samyami kame sumicchacara weramane sika padang samadhiyami musawada weramane sika padang samadhiyami kusera ka. Mời Nguyên Như. Banatibata Weramani Sikha Badang Samadhiyami Adinnadana Weramani Sikha Badang Samadhiyami Kame Suminchachara Weramani Sikha Badang Samadhiyami Musawada Weramani Sikha Badang Samadhiyami Surame Rayamat Champamadantana Weramani Sikha Badang Samadhiyami. Ima ni bancha sika pada ni sadukang katwa apamadena nicca kalang samaraki tapang
Sile na sukatin janti sile na poga sampada sile na niputin janti tasma silang viso thaya. Sa thu sa thu sa thu Uttamange na vande hang ba da bang sung wa ru tamang Buddhe yo kalito do so buddho khamatu tang mamang Uttamange na vande hang thamman cha duy thang varang Thamme yo kalito do so thammo khamatu tang mamang Uttamange na vande hang Sankhan cha duy tho tamang Sankhe yo kalito do so sankho Khamatu tang mamang. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm thay mặt chư tăng để lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Sappa Buddha nuva ve na sappa dhamma nuva ve na sappa sangha nuva ve na Buddha ratanang dhamma ratanang sangha ratanang tinang ratananang nuva ve na Pitakaja nuva ve na Chinasavaka nuva ve na Sappe te roga sappe te paya sappe te antaraya Sappe te ubattava, sappe te dunnimitta, sappe te avamangala, vinasantu, ayuvatako, vatako, siriwatako, yasavatako, palavatako, vannako, sukavatako, hotu sappada, dukkaroga, paya, vera, soka, sattu, chubattave, ateka, antaraya, vinasantu, jate, yasa, jayasati, tamangla, pang, sotipa, yang, sukang, valang, Siriya yuja wano ja bhogang vuthi ja yasawa satavasa ja ayuja jiwa suthi pavantu te pavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa buddha nupavena sada suthi pavantu te pavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhamma nupavena sada suthi pavantu te pavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha nupa vena sada soti pavantu tam. Gia nhà đức của chư Phật, gia nhà đức của giáo pháp, gia nhà đức của chư tăng, gia nhà đức của Tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, gia nhà đức của Tam muôn bốn ngàn pháp môn, gia nhà đức của Tam tài đức của chư Thinh văn đệ tử Phật, tất cả các tật bệnh của người, tất cả sự lo sợ của người, tất cả sự tai hại của người, tất cả sự khó chịu của người, tất cả điều mộng mị xấu xa của người, tất cả điều chẳng lành của người, cầu xin cho được tiêu diệt. Sự sống lâu, sự tấn tài, sự thạnh lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui, cầu xin hàng đến cho người. Tất cả sự khổ não, tật bệnh, lo sợ hoặc đều oan kết, hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch, hoặc sự khó chịu, hoặc nhiều sự tai hại, cầu xin cho được tiêu diệt. Do nhờ các đức, nhất là đức của chư Phật, sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi, hoặc sự thạnh lợi phong lưu, sự an vui, hoặc sức mạnh, sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp, sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sáng cả, hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho đến vui, tất cả sự ấy, cầu xin hàng đến cho người, tất cả hạnh phúc hàng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Đấy. Xà thú xà thú xà thú và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng để giúp chúng con thọ trì tâm quy ngũ giới cũng như chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Và con xin đảnh lễ sư Pháp Tính vừa mới vào đạo tràng và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Ngu Như xin kính mời chư vị cùng với Ngu Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam Ma sam buddha sa nak mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buddha sa nak mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buddha sa Brahma cha thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha
Santi tha san tam para chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rin quy nha dân cha ca dân su tan cha ban thăng a phi tham ma chăm mang a cô ta dân tô cha tu san cha đăng đăng bắp bồ thà nấy dê ba rì sa và mắn chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vương lòng giả ngài dời chơn sang thuyến phàm độ căn hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cẩm đam mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyên pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nắc mô Bích Thà Giá, Nắc mô Thầm Ma Giá, Nắc mô Sàng Khai Giá. Và con xin thay mặt lớp học, kính thỉnh tỳ kheo pháp tính có thể ngắp cho chúng con buổi học ngày hôm nay. Và con xin nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về thế nào là bất tri trong diệt đế. Cũng như mấy lần trước, chúng ta cũng phân từng đoạn nhỏ để chúng ta học. Thành ra, chúng tôi cũng theo cái cách trình bày này. Bây giờ để bước vào phần thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho pagava buddhang pagavantang apiwa demi sokhato pagavata thammo thammang namassami suppatibanno pagavato savakasangho sangkhang nammami lokassa nathang buddhang ca thammang ca Bana ma mi sang khăn, đệ tử xin nghiêm tịnh, thân khẩu ý, tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bích Thà Giá. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, bài học tiếp theo là thế nào là bất tri trong diệt đế. Khi mà nói đến diệt đế đó, thì chắc có lẽ rằng chỉ có những cái người học Phật, có nghĩa là những cái người học Phật mà còn phải gồm theo có cái tâm mà nhàm chán, có cái tâm nhàm chán ở trong cái sự sanh tử luân hồi thì người ta mới quan tâm đến diệt đế. Đây là một cái sự thật quý vị. Có rất là nhiều lần tôi
nói về Niết Bàn, có nghĩa là mình không phải là mình bàn sâu về Niết Bàn. Ví dụ như mình khi dẫn cho mọi người, hoặc là mình thuyết giảng cho mọi người nghe từ cái chuyện mình sanh cõi trời, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc, hoặc là đời sống hạnh phúc được đầy đủ các cái nhưng mà nó là hướng đến, quan tâm đến. Alo. Ủa sao sư thấy sư đang cầm mic mà phải không? Alo. Ủa quý vị nghe âm thanh của sư Pháp Tính hay là nghe âm thanh của ai vậy? Alo. Rồi, đưa toàn số 1 không. Quý vị đang nghe. Dạ, mà nghe Đức Quảng hả? Bây giờ quý vị nghe ổn rồi được, có cần phải thoát ra hay không? Bây giờ nhà cho lúc nào nó bị. Đó. Thì chúng tôi trở lại cái vấn đề. Khi mà nói về Niết Bàn đó, thì hầu như mọi người đều có cái sự cũng như là dửng dưng, hoặc là có cái sự nó rất yếu, nó rất là mờ quý vị. Chỉ trừ khi nào những cái người nào mà có đời sống tu tập, mà có đời sống tập đó, mà có cái tâm mà nó có cái tâm mà nó nhàm chán, có cái tâm nhàm chán. Chúng tôi nói thật sự ra đó, không phải cái không phải là mình có cái gì cao siêu, nhưng mà do mình chứng kiến nhiều, do mình chứng kiến nhiều quý vị, trong những cái ngày tháng mà chúng tôi ở trong bệnh viện với ngài trưởng lão Giác Chánh, quý vị biết rằng mình nhìn cứ coi như là mình biết cái số phận mình là cứ 3-4 tuần là phải vô nuôi bệnh ở trong bệnh viện. Rồi ở trong bệnh viện đó, rồi mình nhìn những cái người bệnh ở xung quanh đó, mình cảm thấy nó rất là buồn quý vị. Nó rất là buồn. Rồi có nhiều khi mình đến cái giờ ăn, mình lên mình ăn cơm thì mình cũng thấy ở trong cái cuộc đời này nó có những cái sinh hoạt này mà mình phải hứng chịu hoài. Rồi đến khi mà một cái sự thay đổi về thời tiết, cũng như ngày hôm nay quý vị thấy rằng là cái thời tiết ở Việt Nam cũng rất là nóng, thì khi mà nó chuẩn bị nó chuyển sang mùa mưa thì quý vị biết rằng nó sẽ nóng ơi là nóng. Ví dụ như từ sáng đến trưa đến chiều nó nóng khủng khiếp. Rồi bắt đầu tối cái nó mưa ào xuống một cái. Thì trước cái khoảng thời gian đó thì quý vị biết rằng là những người nào mà có tuổi 50 mấy 60 là quý vị biết rằng là coi như là hết đau lưng rồi đến sổ mũi, đau vai, đau đủ thứ. Ngay cả bản thân của chúng tôi cũng bị. Thì lúc đó khi mà mưa xuống đó, mình mới biết hồ sinh học của mình nó đã báo trước rồi. Thì chúng tôi kể những cái câu chuyện này ra đó để chi quý vị, để cho mình biết rằng là cái kiếp nhân sinh, là cái kiếp của con người của mình là phải hứng chịu những cái điều này, chứ mình không có tránh nó đâu khỏi hết. Thành ra những người nào mà có cái suy nghĩ về cái điều này nhiều á, thì mình mới có cái đời sống tu tập. Có nghĩa là mình sẽ tìm vào cái phương pháp để mà mình tu, hoặc là mình tìm vào cái thiện pháp để mà mình tạo. Đó. Vậy thì bất cứ một cái sự hiện hữu nào
mà của tất cả chúng sanh ở trên cái cuộc đời này cũng đều là quanh quẩn, mà quanh quẩn với sự khốn khổ ở trong cái dòng khổ đau trầm luân. Cho dù đó là một cái sự hiện hữu ở những cái lạc cảnh như, mà cho dù quý vị thấy rằng, cho dù chúng ta là những người mà đầy đủ trong cái cõi người này, cho dù chúng ta là những người mà đầy đủ những cái tiện nghi ở trong cõi người này, thì chúng ta cũng tính đi tính lại, chúng ta cũng quanh quẩn ở trong cái sự khốn khổ, ở trong cái dòng khổ đau của trầm luân đó. Bởi vì khi mà chúng ta còn nằm ở trong cái phạm vi sanh tử này đó, thì ai cũng như ai thôi, ai cũng như ai thôi, từ cái người sang đến người hèn, từ những cái sanh chủng mà thượng lưu tới là những cái loại hạ cấp, ai cũng phải cu mang một cái gánh nặng của cái diễm vị của khổ quẩn này, của cái ngũ quẩn này, nó giống như nhau hết. Nó giống như nhau hết, chỉ khác có cái điều là cái gì? Khác có cái điều là cái sự hưởng lạc, cái sự mà mình có đầy đủ tiện nghi hay là không đầy đủ tiện nghi. Còn tất cả mọi người đều mang cái ngũ quẩn này, phải chịu cái gì? Chịu già, chịu bệnh, chịu chết. Mình đủ thứ cái sự khổ ở trong cái cuộc đời này hết. Thành ra đó, chính vì thế đó mà quý vị thấy rằng đó, là đối với các bậc thánh, các bậc thánh chẳng hạn như đối với Đức Phật, quý vị thấy rằng Đức Phật là coi như là do đâu đã tạo trữ ba la mật quá nhiều ở trong quá khứ. Thành ra đó, ngài luôn luôn có cái tâm mà khước từ, khước từ những cái sinh hữu, hoặc là khước từ những cái sự tái sanh. Quý vị thấy bằng chứng là cho chúng ta thấy là Bồ Tát của chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh nào cũng khước từ những cái sự hưởng thụ mà hướng tìm đến cái sự tu tập. Ngay cả ở trong gần đắc được đạo quả, có nghĩa là gần tìm ra được con đường giải thoát, mà lúc đó ngài chứng được đến nỗi mà cái tầng thiền cao nhất là phi tưởng xuất. Nhưng mà lúc đó Bồ Tát của chúng ta đó, cũng từ chối những cái lạc của cái tầng thiền đó, vẫn từ chối những cái tầng thiền đó quý vị. Rồi cuối cùng để mà tìm ra con đường trung đạo mà ngày hôm nay chúng ta đều được học về cái con đường đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng chúng ta phải học theo, chúng ta phải học theo những cái bậc thánh mà luôn luôn đứng ở trên một cái lập trường để mà mình chọn lấy niết bàn làm cứu cánh, mình chọn lấy niết bàn làm cứu cánh. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng chúng ta luôn luôn chúng ta nhắc nhở ở trong tâm của mình, khi mà mình hướng về cái diệt đế này đó, mình luôn luôn mình nhắc nhở ở trong tâm của mình bằng cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy. Ở trong cái giáo pháp này, cái hương vị duy nhất là cái hương vị diệu vị, vimutti rasa, có nghĩa là cái hương vị giải thoát, vimutti giải thoát, rasa vị, cái hương hoặc là hương vị giải thoát. Ở cái giáo pháp này chúng ta phải luôn luôn chúng ta nhớ là cái hương vị giải thoát là cái cú cánh tối thượng. Tại sao mà chúng tôi nói quý vị phải hướng tâm về cái điều này? Một chút nữa chúng tôi sẽ bàn cặn kẽ về cái điều này. Có nghĩa là luôn luôn chúng ta có cái niềm tin, luôn luôn chúng ta có cái niềm tin đối với cái sự giải thoát. Một chút nữa sẽ bàn về cái điều đó. Còn bây giờ thì chúng ta thấy rằng là tại sao mà cái số người mà tu tập nó ít hơn cái số người không tu tập. Quý vị thấy rằng không phải là ngày nay như vậy, không phải là ngày nay như vậy, mà ngày xưa đã từng như vậy rồi.
Mặc dầu cho Đức Phật ấy, có đề cao đến cái sự niết bàn, Đức Phật có đề cao nhiều là đến cái sự mà thoát ly, là Đức Phật có giải thích bằng rất là nhiều cái pháp thoại, là rất là nhiều cái cách dạy, nhưng mà quý vị thấy rằng á, đa phần là chúng sanh đều đi theo cái hướng, là đi theo cái hướng tầm cầu tái sanh hơn là đi theo cái việc mà để mà thoát ly được là cái những cái sự trầm luân. Cái đó quý vị thấy rằng á, các cái bậc trí á, chúng tôi nhớ trước chúng tôi đọc trong những cái quyển kinh xưa đó, các cái bậc trí á, nó cái số người á, mà hướng đến cái sự mà thoát ly sanh tử á, nó bằng cái số cát trong một cái nắm tay, có nghĩa là mình ra mình hốt cát mình cầm lại trong một nắm tay. Còn cái số người á, mà người ta đầu tư vô cái sự trầm luân sanh tử á, thì nó nhiều như cát ở cái đại dương đó, quý vị thấy ghê không? Cái cát á, mà ở dòng sông á, thì mình có nhiều khi á, mình còn đo đếm được, à, mình còn cân đo được quý vị. Còn mà cát mà ở trong lòng đại dương đó, thì chúng ta không thể nào chúng ta đo được. À, chúng ta không thể nào chúng ta đo được là có bao nhiêu cát, tại vì nó rất là, cái lòng đại rất là sâu quý vị. Đó thành các bậc trí á, à, các ngài nói rằng cái số người mà muốn giải thoát nó như là trong cát ở trong cái nắm tay vậy đó. Còn cái số chúng sanh á, mà đầu tư vào cái sự sanh tử luân hồi á, thì nó nhiều như cát ở trong lòng đại dương. Ở lúc trước á, chúng tôi nghe những cái điều này á, chúng tôi thấy hình như là cái người mà giải thoát á, cái người mà hướng tâm đến giải thoát á, và cái người mà muốn trầm luân sanh tử á, thì nếu mà có tính đi tính lại á, nó cũng 5 năm. À, có nghĩa là nó 50-50 chứ làm gì mà dữ vậy. Nhưng mà bây giờ thật sự khi mà mình nhìn kỹ lại, mình nhìn kỹ lại là do đâu quý vị? Do chúng sanh bị những cái pháp thường lạc, ngã tình, những cái pháp đó nó che khuất, nó che khuất, thành ra đối với tất cả chúng sanh hầu như là muốn đầu tư vào sanh tử hơn, hoặc là do bị vô minh nó chi phối nhiều hơn, thành ra họ không có muốn tìm đến cái con đường giải thoát. Cũng như chúng ta coi ở trên quốc ấy, chỉ có một số Phật tử Nam Tông mà chính thống. Nam Tông chính thống có nghĩa là một số Phật tử mà có cái sự học hỏi ấy, thì quý vị thấy rằng mình tránh cái chuyện mà sanh về cõi cực lạc hoặc là cõi Phật đồ này kia. Còn đa phần là quý vị thấy không, đa phần là coi như là ai cũng nghĩ có một cái cõi Phật, ai cũng nghĩ có một cái cõi rất là cực lạc, rất là cực lạc. Thì có quý vị biết rằng có những cái bậc trí, những cái thí dụ nó hơi nặng hơn tí xíu, có nghĩa là các ngài ví dụ những cái chúng sanh ở trong đời đó, giống như là cái loài kênh, cái loài chim kênh á, mà nó thích ăn những cái xác động vật hơn là những cái món ăn thượng vị. Thành ra đó, khi mà Đức Phật á, xuất hiện ở trên thế gian á, hoặc là những cái bậc trí xuất hiện ở trên thế gian á, dù các ngài có cố tình mà thuyết giảng nhiều đi nữa, nhưng mà những cái chúng sanh nó vẫn trơ trơ ra, có nghĩa là nó không có chịu, họ không có chịu nhận thức, không có chịu nhận thức. Thì cái điều này á, là tại sao cái điều này là tại sao vậy quý vị? Tại vì á, những cái chúng sanh á, luôn luôn bị những cái tập nhiễm với những cái ý niệm hiện hữu hoặc là tích lũy về cái sự mà nó tồn tại theo cái tự ngã của mình, có nghĩa là theo cái ý muốn hoặc là theo cái xu hướng của họ, mà họ không có đề cập đến cái niết bàn.
Vậy thì bây giờ quý vị đừng có nói là tại sao mà chúng tôi nói về cái điều này nó dài. Ngày xưa các bậc thánh hoặc là Đức Phật còn biết dài hơn nữa, và những cái chúng sanh nó không có ai chịu, không có ai chịu mà giải thoát hết đó. Mà quý vị thấy không, bây giờ thật sự ra đó, có nhiều người ta hỏi ở trong Phật giáo Nguyên Thủy chứ, tại sao mà ít Phật tử, còn ở những cái Phật giáo khác là có nhiều Phật tử. Tại vì mình không dám, mình không dám hứa hẹn với họ, mình đưa họ về khỏi cực lạc, mình không dám hứa hẹn với họ những cái điều gì hết. Nó thành ra đó, họ không có dám theo. Mà tại sao mình không dám quý vị? Tại vì mình sợ khổ, mình sợ mình sẽ bị mang nghiệp, mình sợ mình sẽ bị mang nghiệp nhiều. Cũng vì ba cái cơm áo gạo tiền, ba cái chuyện mà nó lặt vặt ở trong cái cuộc đời này thôi, mà mình phải nói dốc hoặc là mình phải hứa hẹn những điều mà nó không có. Đó làm cho mình phải mang nghiệp, mang cái khẩu nghiệp, mang cái thân nghiệp, mang cái ý nghiệp, mang đủ thứ nghiệp, lộn nghiệp hết. Thành ra chính vì vậy mà mình không có hứa, mình không có hứa hẹn họ gặp nhau lại ở trên cái cõi cực lạc gì hết. Đó, mà quý vị thấy rằng cái gì mà mình có hứa đó thì người ta mới đến nhiều. Cái gì mà mình có hứa người ta mới đến nhiều. Cũng như ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi thấy ở bên những cái đạo khác, khi mà người ta tổ chức một cái lớp học gì đó rồi đến 3 tháng người ta có tổ chức đi đây đi đó cũng vừa làm từ thiện, vừa sinh hoạt cái này điều này điều kia. Thành ra quý vị thấy rằng cái học viên người ta ghi danh rất là đông. Nói mấy món Nguyên Như Nguyên Trang làm theo điều này. Cái học viên quý vị thấy rằng khi mà đến một cái với một cái lớp học mà mình hứa là coi như là ba tháng sau là mình sẽ từ thiện ở Đắk Lắk ha, xong rồi sau khi làm mình có cái chương trình đàng hoàng, sau khi làm từ thiện ở Đắk Lắk xong rồi đoàn của chúng ta tiến lên tới Đà Lạt ha, rồi chúng ta sẽ nghỉ dưỡng ở đó một ngày, một đêm, hai ngày, sau đó vào buổi chiều chúng ta sẽ trở về Sài Gòn kết thúc chuyến hành hương. Thì nếu mà quý vị tổ chức một cái lớp học gì đó, chúng tôi bảo đảm người ta ghi danh rất nhiều. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị biết không? Những học viên ở trong đó không có chất lượng. Họ không có chất lượng. Tại vì nó 50-50, cũng như là 50 cũng ham học, mà 50 cũng ham vui. Đó, thành ra cái lớp học nó không có chất lượng. Đó, thành ra có nhiều người người ta hỏi tại sao bên đây đông mà bên kia ít đồ này kia đó, thì có lúc mà chúng tôi khỏe, chúng tôi vui thì chúng tôi giải thích, còn có lúc mà mình không có khỏe, không có vui thì thôi, thấy bên nào quý vị thích quý vị cứ vô, chứ mắc mớ gì cứ so sánh bên đây ít bên kia nhiều chi cho nó mệt. Đó, thành ra đó bây giờ trở lại đó, chúng tôi muốn nói cái hạnh phúc niết bàn là tịnh lạc, cái lạc sanh tiết xuất khác là tịnh lạc. Có nghĩa là một cái trạng thái hoàn toàn vắng lặng các quẩn danh sắc, thay vì ở trong cái thế gian cái sự hạnh phúc, cái sự sung sướng ở trong đời thường, lúc đó là nó bắt nguồn từ ở đâu quý vị? Nó bắt nguồn từ những cái sự hưởng thụ, những cái cảm thọ. Nhưng mà khi mà người ta nghe lại, người ta nói nghe lại niết bàn, người ta nói trời ơi, niết bàn là cái gì vậy trời? Thì quý vị thấy rằng ở trong bây giờ mình có cái hiểu ngược lại. Ở trong cái cuộc đời là tại sao mà mình khổ quý vị? Ở đời này tại sao mình khổ? Tại mình có cái danh sắc này,
mình có cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nè, thức quẩn nè, mình có nghĩa là mình có cái thân này, mình có cái thân này á, thành ra quý vị thấy rằng, ví dụ như mình có sắc quẩn, thành ra mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, đồ này kia, thành ra mình mới có những cái bệnh, bệnh về con mắt, bệnh về lỗ tai, bệnh về cái lưỡi, bệnh về cái phổi, bệnh về cái ngực, bệnh đủ thứ bệnh đó. Còn khi mà niết bàn á, nó vắng mặt, các cái sắc này nó không còn các cái sắc này, thì cái bệnh nó đâu có sanh lên. Mình có những cái mình có danh pháp, là có nghĩa là thọ tưởng hành thức, thì nó mới có cái sự thương, sự nhớ, sự ghét, sự đủ thứ chuyện, nó phiền não ở trong tâm của mình, đủ thứ chuyện hết. Thì do có cái danh pháp này, thành ra mình mới có cái sự buồn phiền đó. Thì quý vị thấy rằng bây giờ mình chấm dứt cái danh pháp mà sắc pháp mà nó hiện hữu ở trên cuộc đời này, thì coi như là quý vị thấy rằng lúc đó cái sự khổ mình nó mới chấm dứt. Vậy mà có những người nói vậy rồi sao? Vậy hồi đó giờ người ta tu, người ta bố thí trì giới, người ta tu, người ta làm những công đức quá chừng luôn, tự nhiên mà bây giờ mà đổi lại một cái lạc, đổi lại một cái lạc mà mình không còn hiện hữu, vậy là sao? Người ta nói vậy là những cái công đức mình làm nó trôi đi đâu hết rồi đó. Nó trôi đâu quý vị? Trôi đâu mà trôi, nó đổi, trời, nó đổi nguyên một cái lạc quá lớn. Nó đổi nguyên một cái lạc là không có bệnh ung thư, rồi không có những cái sự phiền muộn, nó đổi một cái lạc quá lớn rồi quý vị. Chứ không thôi là bây giờ đó là mình tái sanh nữa. Nếu mà mình tái sanh nữa đó, mình gặp đủ thứ cảnh đó quý vị. Mình gặp phải cường hào ác bá, rồi mình gặp phải thờ chinh chiến, mình gặp phải cái thờ bệnh dịch này, mình gặp đủ thứ hết. Mình sanh cõi trời, sanh cõi trời, khi mà hết phước rồi cũng sanh xuống cõi người, rồi hết phước cũng sanh xuống cõi khổ nữa. Đó, thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta đạt đến cái hạnh phúc của Niết Bàn á, là quý vị thấy rằng là coi như là chúng ta đổi được một cái lạc quá lớn, một cái lạc quá lớn không quý vị, chứ không phải là nó trôi ở đâu mất hết, nó không có trôi ở đâu mất hết. Còn nếu mà chúng ta còn thích thú với những cái hạnh phúc tạm bợ đó, tạm bợ có nghĩa là nếu mà ở trời thì nó được an vui thiệt, nhưng mà khi mà hết cái phước ở trên cõi trời thì nó rớt cõi người, rồi do hạnh nghiệp nó dẫn mình xuống cõi khổ. Thì những cái hạnh phúc đó, những cái hạnh phúc mà tạm bợ, mà cho dù mà mình không có bị rơi khổ cảnh, nhưng mà mình sống ở trong cõi người, quý vị thấy rằng đời sống bây giờ rất là bấp bênh, đời sống bây giờ rất là thấp thỏm quý vị. Bây giờ chúng ta cũng không biết, chúng ta không biết là chúng ta có ra đi, hoặc là chúng ta có bị vướng vào cái bệnh corona đó. Thành ra bây giờ mới thật sự ra cho chúng ta thấy rằng cái đời sống con người nó rất là mong manh. Đời sống con người nó rất mong manh. Mà những cái câu này nha quý vị, chúng tôi nhớ mà lúc trước chúng tôi học ở trong kinh là đã đọc, đã tìm thấy ở trong kinh rồi. Nhưng mà do cái thời gian đó là chưa có hiểu. Cái thời gian đó mình chưa có hiểu quý vị. Thời gian đó có nghĩa là mình thấy giống như là sức mình còn khỏe và ở trong thế gian nó cũng vẫn còn yên bình. Thành ra mình thấy nghe nó dễ vỡ, mình cũng không hiểu cái gì đó. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi, bây giờ mình hiểu rồi, hiểu nó mong manh dễ vỡ rồi. Rồi quý vị, Hồng Thị Kim Nhung, rồi cảm ơn quý vị. Vậy thì đối với chúng ta là một cái người Phật tử thì chúng ta phải có những cái ước nguyện chân chánh. Chúng ta có một cái ước nguyện chân chánh là chúng ta phải nguyện, có nghĩa là mình phải, khi mà mình phải có cái tâm nguyện là mình đạt đến Niết Bàn. Để làm chi? Để tạo phước, mình tạo phước, mình tu tập cái gì đó
mình cũng hướng theo, hướng đến Niết Bàn, đúng theo cái tinh thần của Phật giáo. Để chi? Để một ngày nào đó chúng ta cũng liễu tri được cái diệt đế này. Cái người Phật tử phải học hỏi giáo pháp, đó là một cái điều mà cần thiết và rất là bắt buộc. Vì để mà chúng ta hiểu được cái Niết Bàn là gì, là chúng ta phải học Phật pháp thì chúng ta mới hiểu như thế nào là cái hạnh phúc chân thật của Niết Bàn. Cái người mà muốn mà hướng đến cái giải pháp mà cứu cánh ấy, là phải nhận thức được cái nỗi khổ sanh tử luân hồi ở trong tam giới này, phải thấy được cái sự mà mình hiện hữu ở trên thế gian này nè, thì nó cũng đồng nghĩa với cái sự đau khổ. Mà bây giờ mà mình không biết cái chữ đau khổ đó thì mình cứ hình dung ra những cái cảnh tượng, rồi mình bệnh, rồi già, già khổ không quý vị? Già khổ, khổ lắm, bệnh nó cũng khổ, già nó cũng khổ nữa. Đi đứng thì cũng không có nổi, ăn uống lên rớt xuống hết. Thành ra mình suy nghĩ đến cái chuyện đó là mình biết, mình biết là cái đó là khổ. Thì mình so sánh cái sự hiện hữu, cái sự có mặt ở trong tam này, cái có mặt ở trong cái cuộc đời này, thì nó đồng nghĩa với cái gì quý vị? Nó đồng nghĩa với già bệnh, già bệnh chết. Nó thành ra chúng ta phải thấy rõ được cái khía cạnh, cái khía cạnh mà của cái cuộc sống mà nó phù du, nó hư ảo này, để mà chúng ta khước từ, chúng ta khước từ những cái hạnh phúc của thế gian, để mà chúng ta tiến đến cái hạnh phúc an lạc của bậc thánh, hạnh phúc an lạc của bậc thánh. Vậy thì ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta phải nhớ cái chỗ này quý vị phải viết, phải viết lên cái hàng. Có nghĩa là chúng ta phải lập ở trong cái tâm của mình, chúng ta phải có có ở trong cái tâm của mình á, là coi như là ở trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta có bốn điều chúng ta luôn luôn chúng ta nhắc nhở ở trong cái tâm của mình. Cái thứ nhất á, chúng ta có bốn cái nguy hại, chúng ta có bốn cái nguy hại mà chúng ta luôn luôn chúng ta phải nhớ. Cái nguy hại thứ nhất á, không phải kiếp nào mình sinh ra mình cũng tôn Đức Chánh Đẳng Chánh Giác làm bậc đạo sư của mình. Đó có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là trong cái dòng sanh tử luân hồi này nè, thì mình có lúc mình tôn xưng thánh thần ma quỷ, ông này ông kia, bà này bà nọ đó, để mà làm bậc đạo sư của mình, làm bậc đạo sư của mình. Đó quý vị thấy không? Thành ra đó, chứ không phải là kiếp nào mình sanh ra mình cũng tôn xưng Đức Phật, Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là bậc đạo sư của mình. Đó, đây là cái mối nguy hại thứ nhất. Cái mối nguy hại thứ nhất là không phải kiếp nào mình sinh ra chỉ tôn xưng Đức Phật là bậc đạo sư của mình. Đó, cái nguy hại đó là cái nguy hại thứ nhất mình luôn luôn mình nhớ ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này đó. Không phải là đời sống nào mình sanh ra đó, mình cũng lấy Đức Phật làm bậc đạo sư của mình đâu. Lúc đó sanh ra, bây giờ mà mình sanh ra mà cỡ chừng 50 năm sau đi, 50 năm sau mình sanh ra đi, quý vị nghĩ coi, không biết cái biểu tượng mà cái hình của Đức Phật Thích Ca còn không quý vị? Còn, nhưng mà nó không có tới ánh mắt của mình. Lúc đó nó nhiều đạo lắm, lúc đó nó nhiều đạo lắm quý vị. Thí dụ như mà cỡ chừng 50 năm sau mà mình tái sanh lại làm người, mình chết rồi mình tái sanh nữa quý vị, thì quý vị thấy rằng lúc đó chắc mình tìm cái giáo lý, những cái bài pháp này nó đâu còn nữa, nó đâu còn nữa quý vị. Thật sự ra bây giờ nếu mà những người nào mà người ta có cái
có cái tâm mà người ta có cái tâm mà hướng đến Phật giáo quý vị, là rất là lo, rất là lo, nhất là ở trong Phật giáo nguyên thủy mình á, quý vị biết Phật giáo nguyên thủy mình á, giờ quý vị đếm đi đếm lại không có bao nhiêu vị sư hết á, không còn bao nhiêu sư hết á, quý vị thấy rằng là coi như là già và chết một số, rồi hoàn tục một số, còn là không nhiều hết á. Thành ra quý vị nghĩ đi, 50 năm nữa làm sao còn, sao còn những người mà giảng pháp đó, 50 năm nữa không còn quý vị. Thì cái chuyện mà mình sanh tử luân hồi á, thì mình thấy rồi, 50 năm nữa không còn Phật giáo nguyên thủy, không còn những cái vị sư mà để mà thuyết giảng đồ này kia, thì quý vị nghĩ đi, làm sao mà mình tìm được, làm sao mà chúng ta tìm được không, không, niết bàn á, niết bàn là coi như là một cái trạng thái, một cái trạng thái an lạc tuyệt đối. Mà vì sao nó an lạc? Vì nó không có sắc, sắc quẩn, quẩn tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Có nghĩa là nó không có thân và tâm ở trên niết bàn. Nó không có thân và tâm ở trong cái niết bàn. Niết bàn nó là một cái trạng thái. Đó. Mà tại sao mà chúng ta khổ? Tại vì chúng ta, tại sao mà chúng ta bị mục nhọt? Tại vì chúng ta có cái da. Chúng ta có da rồi, có thịt, có xương, có gân, có mủ, có máu ở trong đó, thành ra nó bị mục nhọt. Còn nếu mà chúng ta đó, chúng ta mà không có cái thân đó thì chúng ta không có bị cái mục nhọt. Đó, thì tại sao mà chúng ta bị khổ? Là do chúng ta có cái thân này, có cái thân tâm này, thành ra chúng ta mới bị khổ. Thì khi mà chúng ta tu mà chúng ta chứng đạt niết bàn, chúng ta chứng đạt được niết bàn là một trạng thái hoàn toàn vắng lặng, vắng mặt của danh pháp và sắc pháp, thân và tâm này, thành ra đó là chúng ta được cái sự an lạc tuyệt đối. Còn nếu mà những người ta nói sanh lên cõi chư thiên cũng an lạc vậy, thì cũng có an lạc hơn cõi người, vì nhưng mà chúng ta vẫn bị cái gì? Chúng ta vẫn bị chi phối bởi cái sự ganh tị. Mà hãy mà mỗi lần mình có ganh tị mình buồn, buồn đó, rồi chúng ta hết tuổi thọ rồi cũng phải tái sanh nữa, mà hãy tái sanh là khổ đó. Thành ra rồi trở lại với cái vấn đề đang nói, thì quý vị nghĩ đi, tại sao mà nói rằng là mình không phải kiếp nào mình sanh ra mình cũng bình xương. Rồi, quý vị nghe lại chưa? Chúng tôi đã vào rồi. Quý vị nghe rồi. Lại rồi phải thủ. Hình mập nó phải cắn được nét của Việt Nam, nó mấy lần mà internet nó bị hư á. Chúng tôi tổng đài người ta báo là cá mập nó cắn được internet. Và năm nào cũng như năm đó quý vị, năm nào mà quý vị mà hỏi tại sao internet nó bị chập chờn này kia, người ta nói cá mập cắn đường mà cá mập nó cắn đường internet của Việt Nam không à, là người ta nói là cái đường internet á, cái dây internet nó được thông qua ở dưới lòng, thành ra cá mập nó là nó cắn, nó phải cắn không mình internet đó. Bây giờ trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang nói đó, thì quý vị không phải kiếp nào mình sanh ra mình cũng nhận bậc chánh đẳng chánh giác làm đạo sư của mình. Có nhiều khi mình có cái sự nghi ngờ ở trong đó, nhưng mà chúng tôi thí dụ cho quý vị một cái thí dụ gần thôi. Sau này 50 năm nữa mình vừa nhờ mình tắt thở, mình chết, mình tái sanh lại làm người.
sanh lại làm người, thì quý vị lớn lên đó, quý vị nghĩ coi quý vị có dám nhận cái giáo lý của Phật giáo nguyên thủy này để mà quý vị tu không? Quý vị nghe nói trời ơi mấy ông sư đó mấy ông ăn mặn, rồi quý vị dám vô không? Dám. Nà, những người mà người ta dám vô tu ấy, là do người ta có cái duyên lành. Cái duyên lành ở đây có nghĩa là cái hạt giống trí tuệ đó, người ta nhìn cái chuyện đó, ông nó ăn phải, ông ăn cái con cá đúng không? À, ông ăn con cá đó, cái người có trí người ta nhìn vô, người ta sẽ đi tìm ông này, ông nuôi lên, ông bắt vô người nhà bếp hay là chú tiểu ăn, hay là những người này đi chợ người ta mua về mà cho ăn đó. Mình là cái người có trí, vô tìm hiểu liền. Mình gặp nghe nói trời, mấy cái đạo này mấy ông ăn mặn rồi, mình giống như là một cái viên sĩ quan mà của FBI đó. Mình vô mình điều tra liền, coi trong chùa này coi như là mấy ông này là mấy ông đi cá rồi muốn bắt lên ông ăn hay là sao. Sau khi mình tìm hiểu mình biết đâu có, ở ngoài siêu thị đó, ở ngoài chợ nó bán vậy đó, những cái con nó chết rồi thì má ở nhà bếp người ta đem về người ta chiên, cho mấy ông ăn bình thường thôi. Hỏi vậy rồi chiên con cá đó, chiên con gà, con vịt đó có mang tội không? Tại sao cái đám người mà ở trong lò thiêu, ở trong bệnh viện á, trước khi ở bên nước ngoài á, hiện giờ đó là trước khi thiêu người ta rồi nó môi gan ruột ra để qua một bên, rồi cái thân nó để một bên, rồi làm đám xong rồi mới đem cái xác nó vô thiêu đó, thì tại sao mà người ta dám môi gan môi ruột của những người đó? Thì tại sao? Tại vì những người đó chết rồi, tâm thức cái sự nhận biết của họ không còn nữa. Thành ra mấy ông bác sĩ cái bên khoa mổ, mấy ông mới mổ ra, mấy ông lấy gan lấy ruột gì đó lấy ra hết, để cái xác vậy thôi. Người ta đám nó đừng có bị thối đồ này kia. Sao nó xong rồi người ta đem đi thiêu, thì quý vị nghĩ một cái con người mà người ta bỏ vô lò thiêu, người ta đốt, mà con vịt con gà con cá mà nó rồi mà mình chiên mình nướng làm cái gì mà mang tội? Chỉ trừ khi nào mình giết hoặc là mình sai người khác giết đó, thì những cái trường hợp đó mình cộng nghiệp, là mình mang nghiệp với họ đó. Rồi sau khi giải quyết cái vấn đề đó xong, người ta nói rằng là tại vì có người ăn người ta mới giết, tại vì có người ăn người ta mới giết. Thật sự ra nó, quý vị thấy rằng ở trong cái mùa dịch này nè, nó có nhiều người là người ta ở nhà, người ta trồng rau, người ta ngâm đậu, người ta làm giá, người ta ăn luôn rồi. Nhưng mà ngoài chợ, những cái lò sát sanh vân vân, người ta vẫn hoạt động, vẫn giết. Là tại sao vậy quý vị? Là tại gì? Tại vì là do cái nhu cầu kinh tế. Tôi phải ráng tôi làm vài con cá, vài con vịt, con gà này nè, để tôi ra chợ tôi cũng cầu mong tôi bán có ai mua được, rồi tôi đem về tôi lấy đồng tiền đó tôi mua gạo, mua cái gì đó tôi nuôi chồng nuôi con tôi, một đứa lớn thì học đại học, đứa nhỏ thì đang học cấp 2, cấp 1 gì đó, chuẩn bị tới đóng tiền cho nó rồi, chứ đâu phải mà tôi đâu có rảnh đâu mà tôi giết cho mấy người ăn. Tôi đâu có rảnh đâu mà tôi giết nha. Tôi sợ cái làng này hoặc là cái xóm này không có đồ ăn ăn. Không có ai có một cái tâm lý như vậy hết. Quý vị ra mà quý vị hỏi những cái người mà tại sao mà anh đi vô trong cái lò mổ này, anh làm việc ở trong đó làm chi vậy? Thì người ta nói rằng là tôi đi làm đặng tôi nuôi đứa con gái thì nó đang học đại học, mà đứa con trai thì nó đang học ở cấp 2 rồi này kia. Chứ đâu có bao giờ mà nói tại tôi sợ mấy người không có đồ ăn, thành ra tôi phải đi vô trong đây tôi làm, mà tôi giết, tôi bán. Đó, thành ra quý vị thấy rằng, bởi vậy á, cái Đức Phật nói là cái thế gian này tranh cãi Như Lai. Như Lai không có tranh cãi với thế gian. Đó, thành ra đó, chúng ta có những cái điều
chúng ta theo học ở trong Phật giáo, chúng ta hiểu, chúng ta hiểu bằng cái trí của chúng ta. Để chi? Để nếu mà sau này chúng ta sanh lại làm người đó, chúng ta sanh lại làm người á, là coi như là sẽ suy xét, gặp một cái điều kiện gì đó, gặp một chuyện gì đó, chúng ta sẽ suy xét, chứ chúng ta không có chúng ta không có ai vô theo, chúng ta không có hùa theo. Vậy thì cái mối nguy hại thứ nhất là quý vị đã hiểu rồi. Cái mối nguy hại thứ hai là sanh thú không được bảo đảm. Sanh thú không được bảo đảm. Nhớ nha, cái nguy hại thứ hai là sanh thú của mình không được bảo đảm. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là ai mà dám quả, ai mà dám chắc rằng là ở cái sống sau á, mình sẽ được sanh lại làm người mà mình được đầy đủ phước vật, phước trí, phước đức, hoặc là mình được ở trong một cái nước Mỹ hay nước Canada hay nước Việt Nam đó, quý vị dám đảm không? Dám bảo đảm. Chúng tôi có cái ước mong đời sau, nếu mà sanh ra làm chư thiên, hoặc là nếu mà chưa chứng đắc được đạo quả, thì mong cái phước này nâng đỡ, cái phước này nâng đỡ nha quý vị. Chúng tôi khi mà mình tạo phước, mình nguyện cái phước mà mình đã làm á, mong cho mình chứng đắc được niết bàn. Nếu mà chưa chứng đắc được niết bàn, mong cho cái phước này nâng đỡ mình được sanh lên cảnh giới chư thiên, nhất là cái cõi trời cái cõi trời đâu sức, cái cõi trời đâu sức đó, để gần các vị Bồ Tát, gần các vị Bồ Tát để mà tiếp tục tu tập. Còn nếu mà sanh lại làm người, xin cho chúng tôi đầy đủ phước vật, phước đức, phước trí để tiếp tục tu hành. Đó là có nghĩa là mình mong cho, mình ước nguyện rằng cái phước báo này nó nâng đỡ mình như vậy đó. Chứ mình không dám bảo đảm. Mình không có dám bảo đảm chắc chắn là cái sanh thú của mình nó rớt vào đâu đó. Thành ra cái điều này là một cái điều nguy hại, một cái điều nguy hại là có nghĩa là bây giờ mình không biết cái sanh thú mình nó có được bảo đảm hay không, có được sanh lại làm người mà người nó cũng vẹn toàn hay không. Đó là cái nguy hại thứ hai. Cái nguy hại thứ ba đó là coi như là đọa xứ mà luôn luôn chờ đợi đón mình, đọa xứ luôn luôn chờ đợi để đón mình. Cái nguy hại thứ ba là đọa xứ mà luôn luôn chờ đợi để đón mình. Là tại sao? Cái điều này là chúng ta đang bàn về những chúng sanh phàm phu, những chúng sanh phàm phu không nhớ quý vị. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với cái con người của chúng ta đó, là cái khuynh hướng mà mình huân tập đó, là những cái ác pháp nó nhiều hơn thiện pháp. Đó, thành ra đó là đọa xứ nó luôn luôn chờ đợi để đón mình. Luôn luôn chờ đợi để đón mình. Là tại sao? Tại vì ở trong đời của mình, ở trong một ngày, quý vị thấy không? Bây giờ mình học Phật pháp nè, mình nghe mình quan hỷ, tâm mình tâm thiện nó sanh lên. Chút ra cái mình gặp con mình nó làm gì mình cũng bực mình, nhưng mà thôi kệ nó con mình, phải ráng kham nhẫn. Mình học Phật pháp, mình thấy mình quan hỷ, mình thấy vui. Lát mình ra mình gặp đằng trước nhà, hoặc là gặp chồng, gặp cái vợ mình đó không biết, rồi mình khởi lên cái tư tưởng nó bực, tại sao mình dặn rồi đừng có làm cái này mà cứ làm cái đó. Đó thì cái tâm bực bội mình nó vẫn sanh lên, nó vẫn sanh lên. Thành ra đó, các ngài mới nói rằng là cái sự quân tập về những cái bất thiện pháp đó, nó nhiều hơn cái thiện pháp. Thành ra đó, cái khổ thú đó, nó dễ xảy ra hơn là lạc cảnh đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái nguy hại thứ ba đó là cái đọa xứ nó luôn luôn chờ đợi sẵn mình,
Đó. Rồi. Rồi. Cái quy hại thứ tư. Cái quy hại thứ tư á, nó cũng giống giống như cái quy hại thứ ba. Có nghĩa là cái ác nghiệp dễ làm hơn thiện sự. À, ác nghiệp dễ làm hơn thiện sự. Huân tập bất thiện nghiệp mau chóng hơn vung bồi thiện duyên. Đó. Cái nguy hại thứ tư là ác nghiệp dễ làm hơn thiện nghiệp. Huân tập bất thiện nghiệp mau chóng hơn là vung bồi thiện duyên. Đó, đây là cái mối nguy hại thứ tư. Tại sao mà nói như vậy quý vị? À, tại sao mà nói như vậy? Có nghĩa là đối với những cái ác nghiệp, những cái bất thiện nghiệp đó, mình dễ làm hơn. Thiện nghiệp á, mình khó làm hơn. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ mà mình chịu khó, mình ngồi mình nghe pháp, rồi cái vị giảng sư đó nói cái gì mình cũng dạ, rồi nói chung là mình đã giữ cái thân của mình ngồi mình nghe rồi, rồi mình còn phải có cái sự cung kính đồ này kia. Còn bây giờ trời ơi, bỏ ra cái khỏi cái room này á, là tôi là cũng thuộc về mà tiểu thư danh giá chứ đâu phải giỡn trời. À, xe đưa xe đón mà nãy giờ là tôi ngồi tôi ráng tôi kham nhẫn lắm á, mà tôi ráng kham nhẫn lắm, tôi nhịn ở trong đây nhiều lắm á. Tôi dạ tôi xa thú á, tôi dạ chứ biết là tôi mà bước ra khỏi cái lớp học này á, tôi cũng thuộc một dạng mà công tử đào hoa hoặc là tiểu thư đài cát chứ bộ, chứ đâu phải mà chuyện thường đó. Thành ra quý vị thấy rằng á, coi như là cái tâm của mình nó nổi lên liền, cái tâm của mình nó nổi lên liền quý vị. Hoặc là quý vị thấy rằng á, thôi nhiều người á thì nãy giờ nghe hoài không hiểu gì, thôi mệt quá đi ra hoài mặt máy lạnh, ta nằm nó quậy cà phê sữa đá, quậy nước cam nước chanh gì nó uống mà ngon hơn nó. Có nghĩa là những cái điều đó mình dễ làm, những cái điều đó mình dễ làm, ra mở nhạc lên, nó mở nhạc lên đó, rồi mình ngồi đó mình uống gì đó, có người ta làm cho mình uống, có người làm cho mình uống. Nhưng còn nãy giờ mình ngồi đây mình ráng mà mình ngồi mình nghe với một cái tâm mà rất là cung kính mà ráng hoài, càng ngày càng ráng nó càng mệt, càng không hiểu gì nó càng bực mình nữa đó. Thành ra đó mới nói rằng là người ta bỏ đi, người ta không có chịu học. Thành ra mình mới nói là cái ác nghiệp nó dễ làm hơn thiện sự, là huân tập mà bất thiện nghiệp đó, nó mau chóng hơn mà mình vun bồi thiện duyên đó. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng cái chỗ đó nó là cái chỗ mà chúng ta bị cái sự mà huân tập nó từ lâu rồi. Thành ra mình dễ bực mình. Thành ra đó, tâm từ mình cần phải tu tập. Mà tâm sân đâu có cần phải tu tập đâu quý vị. Tâm chỉ cần mà ai mà làm Phật ý mình cái là nó nóng lên liền, nó sân lên liền. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng đối với thiện nghiệp á, là chúng ta cần phải tạo. À, thiện nghiệp cần phải tạo, thiện pháp cần phải tu tập. Đó, thì những cái điều này là chúng ta nên quán xét hàng ngày. À, chúng ta nên quán xét hàng ngày. Thì chính vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng là các cái bậc thánh nha quý vị. À, các cái bậc thánh thường quán xét về cái điều này. À, các cái bậc thánh, và xin lỗi, các bậc trí. À, các bậc trí thường quán xét về những cái điều này. Thành ra các ngài mới lập tâm, các ngài tu tập được. À, các ngài mới lập tâm. À, các ngài tu tập được. Thì đối với một vị á, đối với một, những cái bậc trí á, khi mà chứng đắc được á, à, chứng đắc được à, từng cái tầng đạo quả. Thí dụ như là chúng ta đang học về cái bất tri về diệt đế, có nghĩa là nói về
nói về bất tri về cái tham ái này nè, nói về do cái sự tham ái mà nó có sanh tử luân hồi. Thành ra bây giờ diệt đế có nghĩa là ly tham, là không còn tham ái, là chúng ta không còn tham ái, có nghĩa là chúng ta không còn tham bất cứ một cái cảnh gì hết, là chúng ta sống một cách đúng pháp, là chúng ta sống một cách đúng pháp, quý vị. Thì đối với bậc thánh tu động, khi chúng ta có cái tâm lý như vậy đó, thì đối với một cái bậc thánh tu đầu quần á, là như thế nào? Là cái vị đó có cái diệt đế không? Có chứ quý vị. Có nghĩa là cái vị đó diệt cái sự tham ái, là diệt được cái sự tham ái mà dẫn dắt đến bốn cái cảnh giới khổ: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula. Đó. Rồi đối với cái vị thánh mà Tư Đà Hàm, thì giảm nhẹ, giảm nhẹ là những cái ái nào mà đưa mình tái sanh lâu dài, đó là bậc thánh Tư Đà Hàm. Rồi bậc thánh A Na Hàm là đoạn tuyệt được cái ái mà nó làm cho mình tái sanh lại cái cõi dục giới này. Đó, tái sanh lại cái cõi dục giới này. Rồi bậc A La Hán thì coi như là đoạn tận được những cái ái nào, tất cả các loại ái, tất cả các loại ái. Đó, thành ra đó mình nhìn mình thấy các bậc thánh đã thành công, đã thành công như vậy thì mình cũng phải ráng mình tu tập. Thì quý vị thấy rằng các vị mà thiền sư các vị mới giải thích cho, mới chỉ cho mình cái cách tu tập. Khi mà mình tu tập những cái phương pháp thiền quán, những cái phương pháp thiền quán, thiền quán có nghĩa là khi mà mình hành thiền đi đứng nằm ngồi cũng vậy, mình luôn luôn mình có cái tâm mình luôn luôn có cái tâm là ly tham, có nghĩa là mình luôn luôn mình nhắc nhở trong tâm mình một cái trạng thái gì đó nó hiện lên, nó cũng mang cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng gì của mình, nó cũng là các pháp hữu vi. Mà cái gì mà nó mang cái tính chất của các pháp hữu vi là coi như là nó vô thường, nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã và nó bất tịnh. Đó, thì mình luôn luôn mình có cái sự cài sẵn mình cài sẵn ở trong tâm của mình đó. Cũng như mấy người mà người ta, chúng tôi nghe người ta chơi cổ phiếu quý vị, mấy người ta chơi cổ phiếu á, người ta có cái cách để mà người ta có cái lập trình, người ta có những cái lệnh, có những cái lập trình, thì nếu mà cổ phiếu mà nó xuống tới cái giá đó là tự động nó báo cho họ để họ bán, thì quý vị thấy không, cái gì con người mình á, cái gì con người mình cũng tìm được hết, cái gì con người mình cũng tìm cách được hết, thì tại sao mà mình tu á, mà mình không làm cái lập trình đó luôn, mình không làm cái lệnh đó luôn. Đó, quý vị thấy không, những người ta chơi phiếu, người ta có những cái lệnh, người ta làm những cái lập trình, những cái lập trình đó nó đưa ra những cái lệnh, người ta cài sẵn, khi mà nó giảm giá tới đó là họ được báo bằng tin nhắn ở trong điện thoại, hoặc là bằng cái tin nhắn ở trong cái iPhone của họ, cái smartphone của họ đó, rồi là coi như là họ gõ vô cái lệnh đó là lập tức là bán liền. Thì đối với cái chuyện thế gian á, mà mình cài những cái lập trình đó được, thì ở trong sự tu tập này cài lập trình đó vậy luôn, cài lập trình đó vậy luôn. Có nghĩa là khi nào mà mình ngồi xuống mình tu, thì bất cứ một cái chuyện gì đó, bất cứ một cái cảnh, một cái trạng thái, một cái cảm thọ gì đó mà nó sanh lên, là mình làm cái lập trình đó luôn, là đây là những cái pháp hữu vi. Mà đã nói là những cái pháp hữu vi rồi á, thì nó làm sao quý vị? Nó đều nằm ở trong vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Đó, thì các vị thiền sư á, các vị nói đó là coi như là nếu mà cái vị hành giả tu tập mà mỗi cái giây phút á,
mà mình có cái tâm như vậy á, là coi như là mỗi một lần mình ly tham, mỗi một cái thời gian quý vị có được như vậy đó, thì coi như là mình có một cái, mình có một, được một cái khoảnh khắc mà mình ly tham. Và những cái người nào mà thường xuyên mà quán về những cái điều này đó, thì khi mà cái sự mà chết đến với họ đó, họ không có sợ quý vị. Không sợ ở đây có nghĩa là họ không có hoảng loạn, có nghĩa là họ không có hoảng loạn. Lúc đó họ biết rằng là cái nghiệp của mình hoặc là cái tuổi thọ của mình nó đã hết. Hoặc là những người nào mà người ta chậm hiểu lắm đó, thì người ta nghĩ rằng là cái thân của mình bây giờ đó, là nó đã trải qua mấy chục năm rồi, bây giờ những cái bộ phận này nó cũng hư rồi, nó xài cũng không được lâu nữa, thành ra mình chấp nhận, mình chấp nhận mình sẽ ra đi, để mà mình có một cái thân mới, một cái đời sống mới nó tốt hơn đó. Chứ giờ đó, quý vị thấy rằng cũng như đó, hồi lúc trước chúng tôi đi đến, chúng tôi hướng dẫn cho những người mà người ta đang trong cái giờ phút mà lâm chung đó. Quý vị biết đó, nói rất là dân dã, rất là thường. Người nói giờ đó, chú nghĩ coi, cái chân chú đó, hai cái chân của chú đó, bây giờ nó bự như hai cái chân voi. Rồi cái bụng của chú nó cũng bự lên vậy đó. Đó, bây giờ cái cuộc sống của mình đó, hồi lúc trước đó, mình ham sống là tại sao? Tại vì sáng á, mình còn chạy ra ngoài đầu ngõ đó, mình ăn được tô phở, rồi mình uống được ly cà phê sữa đá, rồi mình chạy vô mình đi làm, rồi chiều tối mình chạy về với vợ với con mình. Còn giờ á, cái bụng mình nó bự như vậy, rồi cái chân mình nó bự như vậy, rồi mắt mình nó không có thấy đường nữa, thì thôi giờ sống làm chi? Thôi đổi, chấp nhận, chấp nhận đổi một cái đời sống khác. Đó, còn nếu mà chú mà còn khỏe đó, mà chú ra đi nhẹ thì chú, bản thân chúng tôi cũng hối tiếc, cũng tiếc giùm chú. Còn bây giờ nó, trời ơi, bây giờ nó hư hết, là nó lủng tùm lum hết rồi, thành ra đó mình chấp nhận. Thì quý vị biết rằng cái bệnh nhân, cái người mà gần chết đó, trước khi mà người ta chết, người ta cũng còn mỉm cười với chúng tôi một cái nữa quý vị. Có nghĩa là lúc đó làm như người ta thông được quý vị, người ta thông được, người ta cũng như ở trong tâm của người ta có cái, cũng như người ta có cái sự hiểu được, thành ra lúc đó người ta cũng như là không có nuối tiếc về cái sự chết này. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng là đối với các vị thiền sư ở trong cái thời nay đó, các vị nói rằng là khi mà mình quán xét, mình tu tập thiền quán, đối với các bậc mà hồi nãy đó, chúng tôi trình bày cho quý vị nghe đó, các bậc thánh hồi nãy đó, thì đoạn trừ được cái tham ái, từ cái ái dẫn đến khổ cảnh, ái dẫn đến sanh tử luân hồi ở trong dục giới, rồi tới cái ái mà chấm dứt sanh tử luân hồi, ái chấm dứt sanh tử luân hồi đó, thì những bậc thánh đó đoạn trừ được. Còn bây giờ đó, thì chúng ta không có đến những cái bậc thánh đó, nhưng mà các vị thiền sư, các vị trưởng lão, các vị nói rằng khi mà chúng ta quán, chúng ta ngồi lại, hoặc là chúng ta đi, chúng ta đứng cũng vậy, chúng ta quán, chúng ta thấy những cái hiện tượng nào mà nó sanh lên ở trong tâm của mình, nó đều nằm ở trong vô thường, khổ, vô ngã đó, thì mình quán xét như vậy đó, thì mình sẽ dần dần dẫn đến ly tham, dần dần dẫn đến ly tham đó. Thì quý vị nghĩ đi, ở trong ngày quý vị quán vậy được 5 phút, một ngày tôi có 5 phút ly tham, một ngày bản thân tôi có 5 phút ly tham, thì bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, mình cộng lại đi, coi cái phước của mình nó rất là nhiều, cái phước của mình rất là nhiều. Mà quý vị muốn làm được như vậy, muốn làm được như vậy, thì chúng ta phải có cái gì quý vị? Chúng ta phải có cái niềm tin chắc, chúng ta phải có cái niềm tin chắc. Những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, nó đều là pháp hữu vi. Mà cái gì mà gọi là pháp hữu vi thì nó đều nằm ở trong cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Đó, chúng ta phải nắm chặt ngay cái chỗ này. Để chi quý vị?
để cho chúng ta sẽ không bị cái sự mù quáng, cái sự ảo tưởng về thường lạc ngã tình. Đó, chúng ta sanh tử luân hồi dài, sanh tử luân hồi nhiều, chúng ta bị vô minh nó chi phối nhiều là do đâu quý vị? Do chúng ta thường lạc ngã tịnh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở trong thế gian này mình nhìn cái gì mình cũng nghĩ là thường hằng. Ở trong thế gian này mình nhìn cái gì mình cũng thấy là lạc. Trong khi Đức Phật nói là khổ. Đó, ở trong thế gian này mình nhìn cái gì mà do vô minh nó chi phối mình cũng nhìn nó là có ngã. Rồi mình cũng nhìn nó là những cái pháp mà bất tịnh, mình nhìn nó là tịnh. Đó, thành ra đó, Đức Phật nói là mình bị dẫn dắt bởi thường lạc ngã tịnh. Đó, thường lạc ngã tịnh, thành ra mình mới bị sanh tử luân hồi này, mới bị vô minh nó chi phối này, nó mới bắt nguồn cho tham ái sanh lên. Đó, vậy thì quý vị hiểu được, quý vị hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Đó, nó đối lập lại với thường lạc ngã tịnh. Đó, hồi lúc trước đó, chúng tôi nghe mấy cái định mà cái mệnh đề này mình thấy nó lớn, nó thấy nó khó hiểu, nhưng mà thật sự ra đó mình tu tập dần dần cái nó bớt khó hiểu rồi quý vị. Đó, thành ra chúng ta muốn chúng ta nghe cái đoạn cái các vị thiền sư mà kết lại cho mình đó, là coi như là những cái bậc trí, những cái bậc thánh, người ta đã diệt những cái ái mà dẫn đến tái sanh khổ cảnh, ta diệt được những cái ái đó, hoặc là vị thánh A-la-hán diệt được cái ái mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn đối với chúng ta thì chúng ta không có diệt được, nhưng mà mỗi ngày ta vẫn tu tập, mỗi ngày chúng ta tu tập bằng cách nào? Bằng cách khi mà chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, chúng ta ngồi, những cái trạng thái, những cái hiện tượng gì nó sanh khởi ở trong tâm của mình, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm gì đó, chúng ta cũng quy nó vào vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Chúng ta quy nó vào ở trong đó, thì coi như là một lúc nào mà tâm của chúng ta mà có hiện lên những cái điều đó, thì coi như là chúng ta đang hành thiền quán, chúng ta đang đè nén, chúng ta đang ly tham được trong khoảnh khắc đó. Đó, mà chúng ta muốn được như vậy thì lúc nào chúng ta cũng phải nhớ, chúng ta phải có cái niềm tin chắc, niềm tin chắc bậc đạo sư của chúng ta đã dạy, các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Chúng ta phải đặt niềm tin chắc vào cái điều đó, thì chúng ta mới loại trừ được cái vô minh. Loại trừ được cái vô minh là tại vì vô minh nó nhận là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Đó, thành ra chúng ta dùng cái cách này để mà chúng ta đối trị lại cái vô minh, thì dần dần trong cái thời gian mà chúng ta tu tập thì tham ái nó sẽ tàn tạ thôi, đến một lúc nào nó sẽ tàn tạ thôi, đến một lúc nào đó chúng ta đầy đủ duyên lành thì chúng ta sẽ đoạn trừ được nó. Đó, toàn bộ những gì chúng tôi đã trình bày đến quý vị, nếu mà mình không nhận thức được là coi như là mình bất tri trong nghiệp đế. Đó, còn mà mình nhận thức được là mình có cái sự biến tri, biến tri ở trong nghiệp đế này. Đó, vậy thì cái thời gian thuyết giảng cho quý vị đến đây chắc cũng có lẽ là vừa đủ rồi. Chúng tôi xin được kết thúc cái thời giảng. Còn nếu mà quý vị có câu hỏi mà còn thời gian sinh hoạt thì quý vị cứ nêu lên. Và với cái phần phước này xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong những ngày quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong mười muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thác Bà, Ngã Quỷ, Atula, những chúng sanh giả so, những chúng sanh phước mặt, phước mai, cùng với chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã giảng giải cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Minh Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Con xin kính thỉnh. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ, con không biết sư Nguyên Thông có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Con không biết sư Thanh Tâm có còn trước mấy hôm bạch sư. Con xin tín hiệu của chư Tăng ạ. Dạ, kính thưa đạo tràng, Nguyên Như thấy là không, chư Tăng không có ở trước mức thôi. Thôi mình tự hồi hướng nha quý vị. Dạ, xin mời quý vị lắng lòng thanh tịnh để cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni tu be kha re po thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta son thin ka ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mẫn cha na wa ca cha phin kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu ti cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa tinh cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vô tinh sam ba bù này ya ma tham ma ri yam ba huê đi tê ya ti nang ho tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đăng no ti nang ho tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đăng no nha ti nang ho tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đăng quá tám nề buồn nhân à sa quát hai già quá hằng hồ tu á na ga tề ca lệ do báo mà làm đây xin hồi hướng đến thân bằng hướng thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai. Chúng ta sẽ được học lại với Thầy Kinh Melanda về môn vi diệu pháp. Và Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.